Hello. em xin chào tất cả mọi người nhá em xin chào tất cả các cô chú anh chị uh, từ trước nay đã luôn theo dõi và ủng hộ em uh, toàn vlog Đấy, hôm nay uh, em có một sản phẩm mới để dành uh, Chiên ân đến với tất cả mọi người đây mọi người ơi em đang có một siêu phẩm của cütani nhá mọi người nhá em này là một em bình cütani triện cổ nhá mọi người nhá họa tiết kín bình luôn mọi người ơi hàng ngày hàng chuyện xanh nhá khá là sâu đời luôn đây ở phần miệng này thì nó có một con lân đây mọi người môn kỳ lân ở đây nhá kỳ lân viền uh, ở chỗ này thì là họ vẽ vàng uh, cảm vàng 10, uh, 18 k 18 hoặc là 24 k cái này em không rõ 18 em bao nhiêu cơ ca nhé mọi người nhá nhưng mà đây là vàng này đây là vàng và vẽ con lân ở đây này mọi người này em quay cho mọi người xem này đấy đây là con lân này đấy hai hai bên thì có hai con lân đây nữa nhé mọi người nhé một tác phẩm quá là đẹp luôn đấy, mọi người thấy chưa mọi người uh, xem video của em mà ai mà ưng thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại zalo là 0962 949 668 mọi người nhé đây mọi người đây là hai con lân đây nhá đây một con lân hai hai cái tai nó là hai con lân mọi người ạ đây bên này cũng con lân uh, vẽ đối xứng cho mọi người nhé đây là lân chiêu tài mọi người ạ đây uh, họa tiết đây uh, có ông tơ và bà nguyệt đây mọi người nhé và có một uh, vị thần kim quy đây mọi người Đấy, đây là vị thần kim quy này đây ông tơ đây bà nguyệt này mọi người này khá là đẹp luôn đây ở dưới này uh, cũng vẽ một con kỳ lân nhé mọi người nhé Cũng uh, vàng 18K và vẽ con kỳ lân xanh ở đây. Đấy đây có đây là con phượng này mọi người này. Chỗ nhỏ này là con phượng, đây cũng là con phượng nhé mọi người nhá. Đây có phong cảnh hữu tình, phong cảnh sông nước, đồi núi có tất nhá mọi người nhá. Phải nói là cái bình này là quá là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Anh em quay lại cho mọi người xem một lượt nữa xong rồi em đo em báo kích thước với mọi người. Mọi người mà nhìn thấy em này đã đã đủ yêu chưa mọi người? Quá là yêu luôn phải không mọi người? Đấy. Đây em để uh, chỗ ông Tư vòng người này cho mọi người xem xong em đo kích thước để em báo mọi người nhá. Chiều cao của em Bình này là 58 mọi người nhé Chiều cao đây em em đo cho mọi người chính xác. Chiều cao là 58. Vòng bụng của nó 100 nhé mọi người nhá. Vòng bụng khá là to luôn, vòng bụng 100. Em đo miệng cho mọi người. Miệng của nó là 24 mọi người nhá. Miệng 24. Miệng 24. Khá là đẹp luôn. Em đo cái vòng vòng của miệng này. Vòng của miệng này là 45 nhá mọi người nhá. 45 luôn. Đây bây giờ em sẽ cho mọi người xem cái đẹp của em nó là ở đây mọi người. Chào yeah, mọi người đây à, em này khá là lờ, lờ sâu đời luôn mọi người chuyện xanh nhé mọi người nhá khá là đẹp luôn cái này thì quá xứng đáng để hàng mọi người sưu tầm mọi người đây, để em bê nó nó nặng quá để à, ở miệng nó đây mọi người miệng có vẽ vẻ... cành đào quả đào nhé mọi người nhá quả đào tiên nhá à, à, mọi người à, mua cái bình này về trường sinh bất lão ấy, mọi người ăn đầu tiên trường sinh bất lão viền ở miệng nó vẽ vàng nhé mọi người nhé viền miệng vẽ vàng bình này khá là chất luôn mọi người em thấy không còn bình nào chất hơn cái bình này nữa em gặp cái bình này em mê quá là em phải khuân về ngay xong là lên video để xem có bác nào uh, muốn mua thì để anh em em còn giao lưu với các bác em còn uh, kiếm cái nồi uh, kiếm cái bánh trưng mọi người ạ <laughs> Đây, em nhấc lên cho mọi người xem một chút ở trên này. Đây. Đấy. Em để quay kia thì là nó hơi khó 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 xem. Nên em nhấc nên là em quay lại cái phần bên dưới đây là con lân đây mọi người. Đây mọi người xem con lân này đẹp không? Đấy, vàng luôn. Quá là tuyệt vời luôn mọi người. Đấy. Hai con lân đấy nặng lắm mọi người. Cái bình này nó khoảng tầm 10 cân nhé mọi người nhé. Đây à, đây là đây là có một đôi đôi này à, như kiểu là con chim với con gì em không biết. Đây này mọi người. Em quay cho người đó. Ấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Có đôi luôn. Khá là đẹp luôn. đấy mọi người à, em có em bình này mọi người à, ai muốn giao lưu em bình này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại zalo là 0962949668 mọi người nhé. Ôi một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ uh, uh, và kênh của em nhé mọi người nhé thôi em xin chào tất cả mọi người nhé mọi người nhé bye bye mọi người